Chào mọi người, hôm nay mình sẽ cho các bạn xem một số bài vẽ của học trò của mình. Và đây là cái cảnh tượng mà các em vừa mới thi xong môn bố cục màu. Thời gian là 5 tiếng. cái gì? Chứ. Đây, để Ly qua. Mỗi ba. Nào, mỗi ba chào nào. Cái gì đâu? Đây nè. Đang quay, mọi người bình tĩnh. Cái này là không có đăng YouTube mà chỉ đăng Facebook thôi. Cho mọi người thấy được cái vẻ mặt thực sự của mấy người. Bữa lắm. Trước khi vô vấn đề chính thì giới thiệu một nhân vật rất là cute trong lớp, đó là em Linh. Linh giới thiệu mình đi nào. Mình là Linh cute. Linh năm nay bao nhiêu tuổi? Nay mình 17 tuổi, mình 2K3. Mười bảy. Ủa lớn quá vậy. Liên hệ Facebook Linh Đinh. Linh Đinh hả? Kết bạn chưa ta? Rồi. Vậy hả? Chết lại coi. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem các bài vẽ nha. Tèn. Đây là bài của bạn Như nè, gọi là Như Sại. Đây là bài của bạn Nít mập đi rửa đồ rồi, đi dọn đồ rồi. Đây là bài của bạn Ngân. Đây là bài của bạn Nhung, mà Nhung đi chơi rồi. Nhung đâu rồi? Nhung nó chớp mẹ rồi. Trù cha, Nhung này thiệt ha. Đây là bài của bạn Tài Smile. Các bạn biết Tài Smile là ai không? Đây là Tài Smile. Đây là Tài Smile, các bạn thấy rất là nổi tiếng. Bài từ bỏ nghiệp ca hát bây giờ qua nghiệp vẽ. Và bài đây là bài của bạn Quỳnh Như. Như Lulu. Như có bị gọi là Như Lulu. Hôm nay lớp mình có nhiều bạn trùng tên là mình sẽ đặt biệt danh. Ví dụ đây là Như Sại nè. Như Sại đúng không? Còn đây là Như Lulu, lâu rồi. Lulu ơi. Cái gì vậy? Lu. Nó đi rửa cọ rồi, đi rửa cọ. Cái gì không nghe, nghe chứ. Rồi giờ các nhân vật bây giờ nó đi rửa cọ dọn dẹp hết trơn rồi. Thì chỉ có một nhân vật duy nhất ở đây là đây, Như Sại. Như Sại. Nào, mình sẽ phỏng vấn bạn Như Sại một vài câu nha. Đâu để mình chạy qua góc đẹp nè. Không góc nào đẹp hết. Xin chào bạn Như Sại. Chào bạn. Nào, bạn đẹp lắm. Nào, cho mình phỏng vấn nè. Rồi các bạn nếu mà ngại có thể quay mặt ra kia và trả lời cũng được. Xin chào, bạn tên gì? Sao trả lời giống mấy người mà phỏng vấn tội phạm á. Tên gì? Tên gì? Đúng rồi, chứ mấy bạn của tội phạm mà sao mà người ta làm mờ mặt hoặc là quay một video khác. Nào, bạn tên là Như đúng không? Bạn Như thi ngành gì vậy? Nào, thiệt, cái này thiệt, nào như vậy đó. Nào, bạn tên là Như đúng không? Bạn thi ngành gì á? Nào, trả lời đi nào. Hai. Bí mật đó là bí mật. Hả? Bạn thi ngành... Thôi, bạn không nói, tôi cũng nói. Bạn thi ngành đồ họa. Thi ngành idol. Idol. Bạn thi ngành đồ họa. Và đây là những ngày cuối cùng trước khi đi thi rồi. Còn 2-3 ngày nữa là thi rồi. Và đây là bài thi thử của bạn Như Sại. Để mình liên lại các bạn coi nha. Trời ơi, Như Sại làm vẽ cái bài bố cục nhân vật một người, một nhân vật nhìn rất là màu trong sáng ngây thơ. Anh động gì á? Cô đang đi con đi. Rồi, mình sẽ tạm dừng video tại đây và mình sẽ quay tiếp cái đoạn đúng rồi, phải nói con này mới đúng nè. Mình sẽ tạm dừng video tại đây và mình sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo, đó là video hành quyết.
video 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 gì ta? Video giải đề thi trường đại học mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Chào các bạn nha. Bye bye. Như xả bye bye. Như xả tức gì kỳ vậy Như xả. Bye bye Linh, bye bye Linh mập. Bye bye nữa.